Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đấng mải râu. Và nhiều quý ông thắc mắc rằng thỉnh thoảng có dấu hiệu của việc không cương cứng. Thì đây có phải là dấu hiệu của yếu sinh lý hay không? Để cùng giải đáp thắc mắc này cho quý vị khán giả, đặc biệt là nam giới, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học, bác sĩ Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào bác sĩ Công Nghĩa. Chào quý vị khán giả trên truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, nhiều đấng mày râu thì chia sẻ rằng thế này: thỉnh thoảng tôi có dấu hiệu của việc là không cương cứng hoặc là cương cứng khá là khó. Thì có phải đó là một trong những cái dấu hiệu của yếu sinh lý hay không? Bác sĩ có thể lý giải cũng như là chia sẻ điều này đến với quý vị khán giả, đặc biệt là nam giới. Và cũng như cũng có một cái câu hỏi thêm đó là thưa bác sĩ, trong đông y thì phác đồ điều trị của rối loạn cương dương cũng như là xuất tinh sớm, những cái biểu hiện của yếu sinh lý là như thế nào thưa bác sĩ? Trước hết chúng ta cần biết thế nào là yếu sinh lý. Và theo định nghĩa khoa học thì yếu sinh lý là tình trạng suy giảm khả năng tình dục ở nam giới. Và suy giảm sinh lý thì biểu hiện ở nhiều cái trạng thái khác nhau, như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm số lượng, giảm ham muốn và giảm chất lượng của tinh trùng. Và để giải thích cho cái hiện tượng này thì tại hội nghị về mãn dục nam ở châu Âu thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng cái sự sụt giảm testosterone chính là nguyên nhân chính gây ra cái hiện tượng này. Và từ sau 30 tuổi thì cái sự sụt giảm testosterone sẽ bắt đầu xảy ra và tỷ lệ giảm từ 1 đến 2% trong một năm. Và khi các quý ông bước sang tuổi 50 thì sự sụt giảm này rất là mạnh, khiến cho biểu hiện đặc biệt thành các biểu hiện lâm sàng. Ở khi đó cái lượng testosterone người ta xét nghiệm nó chỉ còn khoảng 30 đến 50%. Vì vậy thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc điều trị phác đồ liệu trình testosterone theo Tây y hoặc là Đông y. Đông y thì tôi nghĩ là nó sẽ tác dụng lâu dài, lâu bền và an toàn hơn. Còn Tây y thì là có tác dụng nhưng mà thời gian tác dụng ngắn, nhanh và ngắn. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, đó là những cái thông tin mà bác sĩ chia sẻ. Đôi khi mà chúng ta khó cương cứng hoặc là thỉnh thoảng không cương cứng được thì có phải là dấu hiệu của yếu sinh lý hay không, đúng không ạ? Thế nhưng mà để nói về yếu sinh lý thì có lẽ là chúng ta còn rất là nhiều những khía cạnh và dấu hiệu khác để nhận biết. Vậy thì đó là những dấu hiệu nào? Và Công Nghĩa thì cũng muốn bác sĩ có thể chia sẻ vai trò rất là quan trọng của đối tác trong việc là giúp cho các chàng có thể có những cái cuộc lâm trận một cách thăng hoa, thưa bác sĩ. Đối với rối loạn cương dương thì có một số cái dấu hiệu sớm như sau. Nhất là cậu nhỏ không thể cương cứng mặc dù là quý ông có ham muốn hay là không. Thứ hai là cậu nhỏ cương cứng nhưng mà không đủ mạnh, không đủ hết cỡ để có thể đưa vào sâu bên trong cô bé. Thứ ba là cậu nhỏ cương cứng nửa chừng, tức là trong khi quan hệ thì tự nhiên giảm cương cứng và xỉu và không thể quan hệ tiếp được nữa. Thứ tư là cậu nhỏ cương cứng không đúng lúc, tức là không theo cái điều khiển, cái lúc thì cương cứng mà lúc thì không cương cứng và lúc cần thì lại không cương cứng. Thì cái biểu hiện của xuất tinh sớm là thứ nhất là cái thời gian từ lúc cậu nhỏ và cô bé chưa đầy một phút. Biểu thứ hai là cái người nam giới không thể kiểm soát được tình trạng xuất tinh khi mà người nam giới chưa muốn xuất tinh nhưng mà tinh dịch cứ trào ra ngoài. Đấy là cái hai biểu hiện thường gặp ở cái xuất tinh sớm. Và vai trò của đối tác trong cái cuộc cận ái rất quan trọng. Hai bên cần phải thẳng thắn trao đổi, chia sẻ về những cái điều thầm kín để hai bên hiểu nhau, từ đó là phối hợp giúp đỡ nhau cùng để đạt cực khoái cao nhất cho cả hai. Và hai bên có thể sử dụng các phương pháp như là phương pháp ép chặt, phương pháp hãm phanh hay là các kỹ thuật dạo đầu vân vân để làm đạt cái cực khoái tốt hơn.
Có một thực tế là trong dân gian truyền tai nhau rất là nhiều những cái vị thuốc hoặc bài thuốc, đặc biệt là ngâm những cái loại động thực vật cùng với rượu để có thể uống để giúp cho tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương. Công nghệ biết được rằng là nhiều người ngâm những động vật như là rắn hoặc là sâu chít hoặc là một vài những cái thực vật khác. Vậy thì điều này có đúng hay không, và chúng ta có nên ngâm những cái loại động thực vật này để uống cùng với rượu hay không, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến? Rượu thuốc thì là một thứ đồ uống khá phổ biến, nó được thường được sử dụng để tiếp đái khách quý trong những cái dịp mà đặc biệt như là lễ Tết hoặc là các khách từ xa đến. Vì vậy mà cái rượu thuốc rất là phổ biến hiện nay. Và rượu thuốc là thường là được sử dụng rượu trắng có nồng độ cao để ngâm với những cái loại thảo dược hay là động vật côn trùng mà có tác dụng để bồi bổ sức khỏe, tăng cường cân cốt, bổ thận tráng dương. Vì vậy và hiện nay thì các đấng ngoài dâu thì đổ xô đi tìm mua các loại thảo dược côn trùng rồi là động vật theo như lời đồn về để ngâm. Thực tế là cũng có nhiều loại thảo dược và động vật côn trùng có tác dụng tốt như vậy thật, có tác dụng đối với sức khỏe, về tác dụng về thận, bổ thận tráng dương. Tuy nhiên là những người mà không biết sử dụng, không biết cách ngâm rượu không và ngâm những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không rõ công dụng và ngâm không đúng phương pháp thì có thể gây nên là ngộ độc rượu, thậm chí là nhiều trường hợp dẫn đến tử vong. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta có những cái sản phẩm nào để giúp cho các đấng mày râu có thể tăng bản lĩnh đàn ông và giúp cho họ có thể tận hưởng cuộc sống một cách thăng hoa hơn hay không ạ? Chúng ta nên sử dụng các sản phẩm đông y để hỗ trợ điều trị các tình trạng yếu sinh lý, mãn dục nam, tăng cường sinh lực. Và hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm đông y, nhưng mà tôi khuyến cáo là nên tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm mà được sản xuất tại Việt Nam, tại nước ta và được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Ví dụ như là sản phẩm Viking Man được sản xuất tại Mê Linh Việt Nam. Đây là một sản phẩm có chứa rất là nhiều cái vị thuốc quý, ví dụ như là dâm dương hoắc này, ba kích, rồi là nhân sâm, sâm mắc ca, cây bạch tật lê, hàu biển, vân vân. Và các cái vị thuốc này thì có tác dụng bồi bổ sức khỏe, bổ thận tráng dương, nâng cao cái khả năng tình dục, hỗ trợ điều trị cái tình trạng suy giảm ham muốn, tăng cường sinh lý. Ngoài ra còn hỗ trợ cái tình trạng đau lưng, đi tiểu đêm nhiều lần và cơ thể suy nhược, mệt mỏi cũng có thể sử dụng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.